Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và là cuối cùng, sau khi một vài thông tin cơ bản đầu tiên của chapter được công bố vào lúc nửa đêm, thì mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon cũng đã có bản đầy đủ chi tiết của chapter 1105. Và chapter này cũng chỉ có 13 công tranh, ít hơn những chapter bình thường. Và đây tiếp tục là một chapter với rất nhiều thông tin thú vị về sự trở lại của Luffy và Zoro, cũng như sự xuất hiện của một thế lực mới tấn công vào hải quân. Và chapter này được đánh giá 9 trên 10 điểm. Và cho nên, đó đã khiến tôi ngay lập tức làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Ngoài ra trong video này, tôi cũng sẽ nói về một số chi tiết đáng chú ý của chapter. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1105 là đỉnh cao của sự ngu ngốc. Và đây chính là câu nói của vị ngôn lỗ tinh Sao Tình xuất hiện ở chapter, sau khi cho rằng sẽ rất thú vị nếu như Kuma bị đánh bại bởi chính những bản sao của mình, tức là những tên người máy sinh học Batavita Mach 03. Nó cho thấy Sao Tình có mối thù sâu nặng với chủng tộc Buccaneer. Trong bì màu của chapter tuần này tiếp tục là một hình ảnh theo yêu cầu của độc giả. Theo đó chúng ta thấy Cross đang nấu súp cho hai vị vua của tộc Ming là Inurashi và Nekomamushi, rất thú vị. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Theo đó thì sau khi biến mất một cách bí ẩn ở chapter trước thì Luffy cũng đã xuất hiện trở lại. Đồng thời chúng ta cũng đã biết Luffy hiện tại đang ở đâu. Đó là ở gần chiếc máy làm đồ ăn mà bên 05 Atlas đã giới thiệu ở chapter 1062. Nhưng có lẽ điều mà tôi quan tâm chính là việc ai đã đưa Luffy đến chiếc máy làm đồ ăn này. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn người đó chính là Doroth Kizaru. Bởi vì Doroth này đã từng có thời gian sống tại hòn đảo tương lai ấy hết, nên biết rất rõ về chiếc máy làm đồ ăn này. Và có vẻ như Doroth Kizaru là người mong muốn Luffy sớm trở lại nhất. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cảnh Sanji và Bonnie. Theo đó thì sau khi tấn công Sao Tình ở chapter trước thì Sanji đã đưa Bonnie đến chỗ ống tên lửa chân không, đồng thời sau đó ngay lập tức quay trở lại cứu tiến sĩ Vegapunk. Vậy là những gì mà tôi đã nói trong video phân tích chapter 1104 trước đó đã đúng, khi cho rằng Sanji sẽ là người bảo vệ trực tiếp cho Bonnie và Vegapunk, bởi cả hai đang là mục tiêu hàng đầu bị tiêu diệt của chính quyền thế giới. Để rồi sau đó Sao Tình đã nói với tiến sĩ Vegapunk rằng mình đã ra lệnh phá hủy toàn bộ những con tàu sơ tán của SH, tức là sẽ có rất nhiều nhà khoa học bị tiêu diệt. Và đó làm tôi nhớ đến sự kiện Ohara bị diệt vong nhiều năm về trước, khi hải quân cũng đã tiêu diệt con tàu sơ tán những học giả Ohara. Và tôi không quá bất ngờ với thông tin này, bởi đối với ngũ lỗ tinh Sao Tình thì con người chỉ là một lũ sâu bọ không hơn không kém. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cảnh những con tàu chiến của hải quân bắt đầu tấn công vào bên trong hòn đảo của Vegapunk sau khi nhận được lệnh triệu tập của Tako. Đồng thời tất cả hải quân ở bên trong đều phải rút ra ngoài, bởi Sao Tình cho rằng chỉ cần mình và Doroth Kizaru ở bên trong hòn đảo là đủ. Với việc đưa ra mệnh lệnh này thì có thể thấy Sao Tình và Doroth Kizaru đã bắt đầu cho kế hoạch thảm sát của mình, bởi sẽ không có bất kỳ một lính hải quân nào có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Tuy nhiên theo tôi, đây sẽ là sai lầm lớn nhất của vị ngôn lỗ tinh này. Bởi với những hành động bất thường của mình trong thời gian gần đây thì Doroth Kizaru rất có thể sẽ dễ dàng giúp Luffy và bạn hải tặc mũ rơm hơn. Bởi giờ đây Sao Tình đã tin tưởng tuyệt đối vào Kizaru, và điều này càng khiến tôi tin rằng Sao Tình sẽ phải bỏ mạng tại hòn đảo tương lai hết. Chúng ta tiếp tục chuyển sang cảnh một số thành viên khác của bạn hải tặc mũ rơm, đó là Nami, Usopp, Chopper và Robin. Chúng ta thấy Nico Robin đang ngủ, còn với những người khác thì đang ở phía sau của labo, nơi tập kết của bạn hải tặc mũ rơm. Còn Brook và bên 02 Lilith thì vẫn đang di chuyển đến con tàu Thousand Sunny bằng cách làm tan những đám mây và đẩy con tàu Sunny đi tới cửa sau, nơi mà băng hải tặc mũ rơm sẽ cùng nhau trốn thoát. Trong khi đó thì Jinbe vẫn đang đi tìm Zoro, người vẫn đang chiến đấu với thiên tài Dorothy. Chúng tôi thấy cả hai vẫn đang chiến đấu một cách rất nghiêm túc. Zoro thì vẫn với ba thanh kiếm cường hóa Haki của mình, còn thiên tài Dorothy thì vẫn đang trong hình dạng thức tỉnh trác quỷ hệ Zoan. Và mục tiêu của Jinbe đi tìm Zoro là để kết thúc trận chiến này, đồng thời không để cho Zoro đi lạc nữa, rất bựa. Để rồi sau đó chúng ta đến với tình hình của Sanji. Theo đó thì trong lúc Sanji đang chạy về phía tiến sĩ Vegapunk thì Đô Đốc Kizaru đã bay lên và tung ra một cú đá bằng ánh sáng về phía Bonnie. Và đòn tấn công này đã khiến ống tên lửa chân không bị đứt, làm cho Bonnie và Kuma đều ngã xuống. Theo tôi, có lẽ Đô Đốc Kizaru không muốn Sao Tình nghi ngờ nên mới có hành động như vậy. Bởi với việc đang nạp thức ăn ở đầu chapter thì Luffy gần như chắc chắn sẽ quay trở lại. Và đây là điều mà Đô Đốc Kizaru mong chờ nhất, hy vọng là vậy. Ngoài ra còn có thêm một lý do nữa, còn đó là gì thì chút nữa tôi sẽ nói. Còn bây giờ thì quay trở lại với những diễn biến của chapter. Theo đó thì sau đòn tấn công của Đô Đốc Kizaru thì Sao Tình đã ra lệnh cho tất cả những tay người máy sinh học và Batavita bắn về phía họ, tức là Bonnie và Kuma. Bởi Sao Tình cho rằng sẽ rất thảm bại nếu như Kuma và Bonnie bị tiêu diệt bởi chính những bán sao của Kuma. Và đối với Sao Tình thì đây là đỉnh cao của sự ngu ngốc, đồng thời đây cũng chính là tên tiêu đề của chapter 1105. Dẫu vậy thì như đã nói nhiều lần trước đó, tôi cho rằng Sao Tình không phải là người có quyền điều khiển cao nhất những tay người máy sinh học Mach 3, mà đó chính là Kuma, bản thể gốc của bọn chúng. Bằng chứng là tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, khi Sentomaru ra lệnh những tay người máy sinh học Batavita tiêu diệt bằng hải tặc của Rome thì Kuma đã ngay lập tức xuất hiện và yêu cầu bọn chúng dừng lại. Và bạn thấy gì không, Kuma không hề có tên trong quyền điều khiển những tay người máy sinh học nhưng vẫn có thể ra lệnh dừng lại được. Điều này có nghĩa Vegapunk đã lén chính quyền thế giới cài đặt cho Kuma có quyền điều khiển cao nhất, hoặc cũng có thể giống như tay người máy Serapin Bo Hancock yêu và thích Luffy trong tiềm thức, và cho nên mặc định Luffy là người có quyền điều khiển cao nhất. Ngoài ra theo tôi, Đô Đốc Kizaru cũng biết điều này nên mới có hành động tấn công vào ống tên lửa chân không trước đó. Và bạn thấy điều gì thú vị nữa không? Đô Đốc Kizaru cũng là người có mặt tại hòn đảo Sabaody 2 năm trước, chứng kiến Kuma xuất hiện và đưa băng hải tặc mũ rơm trốn thoát.
Và thành thật mà nói thì càng lúc tôi càng thấy Kizaru bất thường anh em ạ. À, ngay mà đô đốc Kizaru phản bội hải quân không còn xanh nữa. Để rồi của chapter, trong một trận đấu hoành tráng, chúng ta thấy những chiến hạm của hải quân được Satin cử đi để đánh chiếm tàu sơ tán của Ethos với rất nhiều nhà khoa học và kỹ thuật viên làm việc tại hòn đảo này. Do vậy thì khi đang chuẩn bị tấn công thì tất cả những chiến hạm này của hải quân bất ngờ bị tiêu diệt bởi một thế lực nào đó chưa rõ danh tính. Và một vài tên lính hải quân còn sống sau cuộc đột kích đó bắt đầu hét lên liên lạc với đô đốc Kizaru ngay lập tức, phải cho ngài ấy biết bọn chúng đang hướng tới Ethos. Và tôi đặc biệt chú ý đến chi tiết này. Vậy theo các bạn thì bọn chúng ở đây là ai? Tôi sẽ kể ra một vài cái tên đáng chú ý để xem tôi và các bạn có bao nhiêu phần trăm là giống nhau. Đầu tiên tôi cho rằng đó chính là hạm đội mũ rơm của tướng hoàng Luffy, bởi từ bọn chúng ở đây đã đi nói về hải tặc. Và sự kiện Luffy đang ở hòn đảo tương lai Ethos đã được điều báo Morgan tung ra trước đó, và cho nên nếu hạm đội mũ rơm xuất hiện ở đây cũng là điều không quá bất ngờ. Tiếp theo là sự xuất hiện của băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc vừa mới đánh bại Kid tại xứ sở của những người khổng lồ Ebat. Theo đó thì trước khi đánh bại Kid, chúng ta thấy sao tóc đỏ đang quyết định đến một nơi nào đó. Với việc băng hải tặc tóc đen xuất hiện ở bên ngoài hòn đảo tương lai Ethos ở chapter 1079 thì rất có thể băng tóc đỏ sẽ xuất hiện ở nơi này. Còn lý do vì sao thì tôi cho nói nhiều hơn trong video phân tích của chapter. Tiếp theo nữa là sự xuất hiện của quân cách mạng. Dù rất ít nhưng vẫn có khả năng quân cách mạng xuất hiện ở đây. Bởi sau sự kiện Ohara bị diệt vong nhiều năm về trước thì quân cách mạng không muốn có điều tương tự xảy ra tại Ethos. Bởi dù thế nào đi chăng nữa thì nhà cách mạng Dragon có mối quan hệ rất thân tình với Vegapunk. Đồng thời trước đó bên công một Sokka cũng đã nói với nhà cách mạng Dragon rằng mình sẽ chết, và cho nên không có lý do gì quân cách mạng không xuất hiện ở đây. Và cuối cùng là băng hải tặc tướng hoàng đảo đen với hai đội trưởng là Lafitte và Katanena Devon. Dù rất ít xảy ra khả năng này bởi băng hải tặc tướng hoàng đảo đen không bao giờ cứu dân thường, nhưng với việc xuất hiện ở bên ngoài hòn đảo tương lai Ethos ở chapter 1079 thì khả năng này hoàn toàn là có thể. Và thông tin hải quân bị tấn công bởi một thế lực chưa rõ danh tính cũng là cái cách mà chapter 1105 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng, tuần sau One Piece tiếp tục của chapter mới, một thông tin rất vui. Trên đây là những thông tin chi tiết và đầy đủ của One Piece chapter 1105, một chapter có rất nhiều thông tin thú vị. Tôi hy vọng anh em thích video này, đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.